Thì thầy nói lại này là chúng ta hôm trước chúng ta dỡ xong cái đề, xin lỗi, dỡ đề số 2 thấy cao ha, thấy chưa? Và tối nay là chúng ta sẽ học đến 9:30 chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta vô trễ một tí, do là thầy nhầm cái lịch, có thầy tắt mát rồi thầy khởi động mát lại nó hơi lâu một tí. Thầy Vĩ cũng nhắc lại luôn là đến thời điểm này chúng ta chưa biết kiểm tra là tự luận hay trắc nghiệm, cho nên thầy trò chúng ta là giải quyết cả trắc nghiệm cả tự luận. Thì trắc nghiệm là trong hệ chúng ta giải quyết tương đối nhiều rồi. Bây giờ chúng ta xái vào tự luận, thì với trường hợp mà học trực tuyến thì thầy đoán chắc chắn dễ rao vào đề kiểm tra trắc nghiệm đó. Thì sau ngày 30 tháng 9 chúng ta mới biết được là chúng ta học trực tiếp hay là học trực tuyến hết học kỳ 1. Thì lúc đó thầy trò chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ vấn đề cốt lõi là làm sao chúng ta giải quyết cho thầy những bài tập tự luận của đề 1, đề 2 và đề số 3. Tối đa là thầy trò chúng ta sẽ giải quyết xong cái đề 2 và đề số 3 luôn. Bắt đầu hôm sau là chúng ta sẽ học chương 2. Chương 2 thì chúng ta đã học cũng tương đối nhiều rồi. Dĩ nhiên cái đầu chương 2 là thầy sẽ ôn tập lại cho các em. Đấy à, ôn tập lại. Và với tính chất ôn tập là không có giả lại từ đầu. Có nghĩa là thầy ôn tập thôi chúng ta đi tiếp. Chứ chúng ta học rồi không có học lại từ đầu. Đấy à, do vậy á, thì bây giờ chúng ta lấy vở ra để thầy phải hướng dẫn cho các em câu số 3 của đề số 2. Thì đối với cái đề bài tập, xin lỗi, với cái đề số 2 này, đề số 2 này thì nó sẽ nhẹ hơn đề số 1, về kiến thức nó nhẹ hơn đề số 1. Thì mẫu đề nó có một cái mạch kiến thức riêng. Nhưng mà ở đây á, thì nó ví dụ như câu số 3 của đề 2, câu 3 của đề 2 bây giờ là một điện tích Q1 trong đề cho là Q1 3 10 mũ trừ 6 coulomb đặt tại vị trí điểm an là trong môi trường không khí là epsilon của nó bằng 1. Câu A tính cường độ điện trường tại điểm M cách an là 10 cm. Thì ở đây á, là nếu chúng ta phân tích ra thì một số em hỏi là thưa thầy có nên vẽ hình hay không, nếu mà không vẽ hình thì có bị trừ điểm hay không. Thì thầy vậy nói là ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tính cường độ điện trường, có nghĩa là nó về độ lớn chúng ta chả cần phải vẽ hình, chả cần vẽ hình, chúng ta chỉ việc tính độ lớn được rồi. Còn nếu đề bài toán yêu cầu chúng ta là xác định vector cường độ điện trường tại điểm M thì chúng ta phải vẽ hình, nó nghe gọn như thế. Thấy chưa? Thì ở đây thầy vẽ hình ra là mục đích để thầy nhắc lại kiến thức để sau này chúng ta gặp những bài toán người ta yêu cầu chúng ta xác định vector cường độ điện trường tại một điểm bất kỳ nào đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ thầy xác điểm M cách an là 10 cm, có nghĩa là khoảng cách từ đây tới đây chúng ta gọi là R bằng 10 cm. 10 cm đúng vậy. Thì vì điện tích Q1 lớn không cho nên vector cường độ điện trường hướng ra xa bây giờ Q1, như vậy cường độ điện trường tại đây thì gọi là A1, đúng được. Q1 thì có A1 hoặc bạn khắc ghi A1 đó là quy ước. Thì bây giờ sau khi chúng ta vẽ hình thì chúng ta sẽ tính được độ lớn của nó. Đấy chưa? Thầy có đây là A1 của nó bằng K thì đâu Q1 chia cho R bình. Chia cho R bình. Bây giờ thầy phải nhắc lại một lần nữa này. Cái đề của câu số 3 này là ý A là yêu cầu chúng ta tính cường độ điện trường. Thì thầy nói đâu chả cần phải hình, viết được quy thức này thế số vào ra kết quả được rồi.
Nhưng ai đang là thầy vẫy vẽ hình để chúng ta ngừa cái trường hợp mà người ta yêu cầu chúng ta là để gì ạ? Xác định hoặc là xác định vector cường độ đến trường tại đây em mà. Khi nói đến vector thì có phương chiều và độ lớn. Ở đây nó cường độ thì nó độ lớn mà thôi. Như vậy lúc này có cái rầu quy một, cái rầu LR này các em đẩu ra cho thầy máy và thầy mời một bạn nhập dữ kiện vào trong bí thuật này đạt cho thầy kết quả. Thì thầy sẽ mời bạn Thúy nhập dữ kiện vào trong bí thuật này đạt cho thầy kết quả cường độ điện trường ở câu A này bằng bao nhiêu volt trên máy. Có một bạn đã gửi kết quả cho thầy là bạn 9 nhân 10 mũ 5. Bạn thấy mà thầy đặt tay mà không thấy bật mic lên cho là hay. Không biết là cái mic bị hư sao mà không thấy đâu. Thầy hỏi bạn Duyên kết quả có phải là bạn 9 nhân 10 mũ 5 không? Dạ phải thầy. Thầy nhắc lại các em cố gắng. Tính toán trên đầu thì các em bấm vào cái nút mà dưa ta phát biểu đó. Ý thầy kêu các em càng tương tác càng nhiều. Bây giờ thì cái tiết học chúng ta, các buổi học chúng ta rất là sâu nấu và đặc biệt là nó tạo cho mình một cái sự hứng thú trong quá trình học tập. Như vậy ở đây thầy vẫy ghi là kết quả là bàn 9 nhân 10 mũ 5. Nhớ ghi đơn vị thầy là volt trên máy. Thầy hướng dẫn câu B. Tại để mà người ta đạt một điện tích Q2 dương. Để mà này. Người ta đạt một điện tích Q2 dương. Đề bài toán cho bạn 2 nhân 10 mũ trừ 6. Tìm quỹ tích những điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Bây giờ đối với câu B thì tôi thấy tích Q1 nhân Q2 lớn 0. Có nghĩa là hai điện tích này cùng giá. Mà để cường độ điện trường tại cái điểm bất kỳ nào đó, ví dụ thầy gọi là cường độ điện trường tại điểm C này nó bằng 0. Thì phải thỏa mãn điều kiện gì? Thứ nhất là A1 cùng phương ngược chiều với A2. Và độ lớn A1 và bằng A2. Thì gõ đây là 1. Như vậy bây giờ để cho nó thỏa mãn điều kiện cùng phương ngược chiều thì chúng ta đã học rồi. Nếu ta thấy hai điện tích cùng giá thì nó nằm trang gần điện tích có độ lớn nhỏ. Nếu nó trái giáo thì nó sẽ nằm ngoài gần điện tích có độ lớn nhỏ, nhưng đặc biệt nằm trên đường thẳng nối các điện tích chứ không phải nằm khớp phương đường thẳng nối các điện tích. Như vậy nếu các em gặp bờ tố mà xác định cường độ điện trường tổng hợp bằng không thì nhớ cho thầy hai vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, nếu cùng giáo thì nằm trong, trái giáo nằm ngoài, gần điện tích có độ lớn nhỏ, và đặc biệt cái điểm này là cái điểm nằm trên đường thẳng nối các điện tích chứ không phải nằm khớp điểm vào đường thẳng nối các điện tích, là không có nằm khớp phương mà nào. Như vậy lúc là Q1 bằng 10 mũ trừ 6, Q2 của nó là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6, cho nên nó nằm lệch về phía điểm an nào, thì gọi đây là vị trí điểm C. Như vậy lúc này Q1 dương nên cường độ điện trường gây ra tại điểm C này hướng ra xa Q1. Lúc này thầy vị có vector đây là A1. Q2 cũng dương, gây ra cường độ điện trường tại điểm C này hướng ra xa Q2, thầy vẫy vẽ được vector A2. Như vậy ta thấy A1 và A2 cùng phương ngược chiều thỏa mãn cái phương trình 1 này. Đúng vậy. Như vậy lúc này sau khi vẽ được hình rồi thì vấn đề
cốt lõi là chúng ta đi tìm R1 và R2 thôi. Như vậy có nghĩa là chúng ta đi tìm khoảng an là C và CM. Như vậy ta xoáy vào chỗ này chúng ta đi tìm. Với A1 mình có K trị đâu của Q1 chia cho R1 bình phương. Mà R1 bình phương là chính là bằng cái đoạn an là C. Bằng K trị đâu Q2 chia cho R2 bình. Trên tử và dưới mẫu, trên tử và dưới mẫu, trên lẫu trên tử hai bên đều có co chúng ta bỏ. Như vậy lúc này phải suy ra được bây giờ là R chia cho R1 bằng căn bậc ha của Q ha chia cho Q1, ta lấy giá trị từ đâu? Như vậy trong bờ này Q2 và Q1 dương đâu thì các em bỏ giá trị tuyệt đối cũng được. Đấy nha. Lúc này ta sẽ cầu là K2. K2 thầy lấy một cái giá trị là tương ứng với bằng 1,41, lấy một giá trị như thế. Còn thì có thể là bằng 1,41 máy máy lấy là 1,41 cũng được rồi. Như vậy lúc này chúng ta suy ra được là R2 này bằng 1,41 R1. Bây giờ mà trên hình vẽ các em thấy là có đoạn NM này trong đề bờ toán cho là bằng 10 cm. Mà cái đoạn NM này nó chính là bằng R1 cộng cho R2. Cái nào có R2 các em tha bằng 1,41 R1. Từ cái phương trình này các em sẽ tính được giá trị R1 và giá trị R2. Đơn vị của nó là cm. Đơn vị của nó là cm. Như vậy là bạn Duyên đã tính được R1 bằng 4,14 và R2 bằng 5,86. Giờ 4,14 và 5,86 chắc chắn đơn vị của nó là cm. Nha, đơn vị của nó là cm. Đó là thầy hướng dẫn bờ tập. Bây giờ câu B của bờ số 3. Các em ghi chép vào. Đoạn giữa đề H nha. Câu 3. Thì bây giờ thầy bị nói là một bờ nữa, mà một ý nữa là nếu đề bờ toán yêu cầu xác định vị trí mặt cường độ điện trường tổng hợp bằng không thì nhớ cho thầy hai ý sau đây. Ý thứ nhất, nếu hai điện tích mà đề cho cùng giáo thì nằm ở phía trong của cái đoạn AB hoặc nào mà bất kỳ đó. Nếu hai điện tích trái giáo thì nằm ở phía bên ngoài. Nhưng mà cái điểm đó phải trùng, có nghĩa là nằm trên đường thẳng nối các điện tích. Có nghĩa là nằm trên đường thẳng nối điện tích của một. Và nằm ở vị trí gần điện tích có độ lớn nhỏ. Có nghĩa ta lấy giá trị tuyệt đối của quy một so sánh với giá trị tuyệt đối của quy hai. Nó nằm gần điện tích có độ lớn nhỏ. Sau đó chúng ta viết biểu thức A1 bằng biểu thức A2. Rồi chúng ta vẽ y như thế nào là chúng ta tìm ra được kết quả mà để yêu cầu. Cụ thể ở câu B này là chúng ta tính được R1 bằng 4,14 cm, R2 bằng 5,86 cm. Đó là thầy đang hướng dẫn câu B của đề số 2 của câu 3. Đây nha, các em vẽ hình và ghi chép vào cho thầy. Em nào mà thấy nó bị lúng củng ở chỗ này thì các em được quyền bật mic và trao đổi với thầy để thầy dẫn giải thêm. Và thầy Vĩ cũng nhắc luôn với nhóm của mình là chúng ta học thì phải tương tác với
lớp cũng như tương tác với thầy vĩ, chúng ta thấy có cái gì mà nó chưa hiểu rõ thì mình đưa ta phát biểu, hoặc là mình dỡ được rồi kết quả rồi thì chúng ta đưa ta phát biểu để thầy vĩ mời bằng A bằng B bằng C đó bây giờ đặt kết quả và thảo luận để cái buổi học chúng ta nó không có nhòm chát. Như vậy là thầy nói ví dụ chiều nay là thầy dạy các ca tư này của nhóm lớp 10 mà thầy nói là khủng khiếp, có nghĩa là số lượng nó đăng nhưng mà mấy em nó tương tác tương đối mạch lạc, nó hỏi là thầy trả lời là muốn đúng đó. Dạ mà nhìn lại đồng hồ không biết kết thúc thời gian, nó vượt qua thời gian mà thầy còn thời gian chúng ta chỉ có một tiếng, bây giờ tiếng 20 phút thôi. Mà thậm chí có những buổi mà không cắn khó thì thầy phải dạ lên gần tới 2 tiếng đồng hồ. Như vậy là nhóm chúng ta là học từng đấu võ rồi, cũng kỹ rồi, thì các em cố gắng bây giờ là trao đổi và thảo luận với nhóm với thầy thì sẽ đạt được kết quả tốt. Thầy hỏi là bạn Minh vị trí số 16 cho thầy biết là đã ghi chép sao hết câu A câu B của câu số 3 cho em. Dạ em nghe được thầy. Bật mic to lên nó nghe. Dạ đâu thầy. Rồi. Thầy chuyển qua bài số 4. Giữa hai điểm M nè, bây giờ có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích Q bằng 10 mũ trừ bả của Lâm thu một năng lượng V kép bằng 1,5 nhân 10 mũ trừ 5 joule khi nó đi từ M đến N. Bây giờ ngó thì các bài tập nó ngắn gọn như thế, nhưng mà có một số bạn là chưa hiểu cái chỗ này, cái năng lượng là V kép của nó. Bây giờ bàn cái gì là cái năng lượng này. Thì bây giờ thầy hướng dẫn các câu số 4 này để các em đạt được cái ý đồ là người ta yêu cầu chúng ta tính cái gì. Như vậy giữa hai điểm M nè có một hiệu điện thế, có một hiệu điện thế là bằng bao nhiêu. Như vậy các em sẽ hiểu cho thầy này là tại điểm M này có điện thế Vm, tại điểm An này có điện thế là Vn. Như vậy chúng ta đã học rồi, hiệu điện thế Om sẽ bằng A nhân cho D của đoạn M này. U sẽ bằng A nhân D. Được chưa? Như vậy bây giờ là chúng ta thấy này, A trong đề chưa cho, D trong đề chưa cho, thì chắc chắn nếu ta viết cái công thức này là không giải quyết được bài tập này. Được chưa? Mà lúc này là nó thu một năng lượng là 1,5 nhân 10 mũ trừ 5 joule. Ở vật lý lớp 10 chúng ta đã học rồi, thì cái chương 4 khắc định luật bổ tọa các em học rồi. Thấy chưa? Là năng là mọi vật xung quanh ta đều có năng lượng ấy. Mà năng lượng của nó bằng nhiều cách. Cụ thể vật lý lớp 10 chúng ta khảo sát là bằng cách thực hiện công. Thấy chưa? Bằng cách thực hiện công. Đó. Thầy nói ví dụ là nhắc lại kiến thức vật lý lớp 10. Ví dụ chúng ta học mà thầy vẫn dạy nó quá rồi. Ví dụ là một khúc củi, thấy chưa? Chuyển động được trên dòng nước lũ chứ hả? Lúc này là nó đã thực hiện được một công đại khúc củi để chuyển động. Bây giờ mà cái công của nó chúng ta đã học, công cái học chúng ta học rồi. A bằng F bằng X của các alpha. Nhưng mà lúc này cái điện tích Q này thu một năng lượng. Đấy chưa? Thu một năng lượng. Nhưng mà cái năng lượng mà điện tích Q đi từ M đến N này chính là V kép này. Chính là bằng công của lực điện trừ. Bằng công của lực điện trừ. Mà ta có A sao bằng Q nhân cho U. U này là giữa hơi để mà nè. Yeah. Như vậy lúc này chúng ta dễ dàng tính được hiệu điện thế giữa hơi để mà nè sẽ bằng V kép chia cho Q. Như vậy lúc này V kép này sẽ bằng 1,5 nhân 10 mũ trừ 5 chia cho Q, chia cho 10 mũ trừ 3.
Như vậy lúc này là bạn Quang Lâm đã tính được bằng 150 vui. Đơn vị là phải nhớ nghe. Đừng chủ quan. Một số em dễ mấy cuối cùng người ta quay mắt ghi là vui trên máy cao rầu. Đặc biệt đơn vị các em ghi nhầm chứ không phải là mình hiểu bị sao. Đủ buổi với ghi nhầm. Thì những đệ lượng nào có đơn vị là vui thì các em nhớ thầy hiểu điện thế có đơn vị là vui. Điện thế có đơn vị là vui. Thấy chưa? Còn năng lượng và công, thấy chưa? Động năng, thế năng đều là đơn vị là vui hay. Các em học là thầy vẫy nhắc là học là chúng ta cố gắng không nhắn tin nha. Nhắn tin. Rồi bây giờ là không có nhắn tin hết thầy. Thầy khóa là đâu đó. Thầy hướng dẫn Cao Suna. Cao Suna. Cao Suna. Thì yeah. Một bờ rô tông bắt đầu ba vào trăm điện trường điện. Cái từ này các em ý này, bắt đầu ba vào trăm điện trường điện, mà cái từ bắt đầu đây á, là vật lý lớp 10 chúng ta đã học rồi, trở lên vật lý lớp 11. Bắt đầu thì cái gì nó cũng bằng những cái đại lượng gì mà người ta dùng từ bắt đầu. Bây giờ thì các bạn không, bây giờ một bờ rô tông bắt đầu ba vào trăm điện trường điện thì lúc mà có vạn tốc đào của nó bằng không. Bây giờ bà rô tông là quy b này là điện tích của bà rô tông chúng ta hạt đâu bằng 1,6 nhân 11 trừ 19 coulomb. Trừ 19 coulomb đó, cường độ điện trường mà chúng ta đã có trong đề đây là bằng 10 mũ 3 volt trên mét, biết ngắn gọn như thế. Bây giờ ở đây chúng ta thấy này, trong đề này là phải nói là cái chỗ này nó hơi bị chặt, không chặt chẽ lắm. Bây giờ một bờ tông bắt đầu bao vào trong điện trường với vận tốc vrô bằng 1,6 nhân 10 mũ 6 mét trên giây cùng chiều với đường sức. Như vậy là đã dùng từ bắt đầu cái vận tốc ban đầu của nó bằng không. Bây giờ nhưng ở đây là trong cái bờ này thầy đã ghi thừa chỗ này đó. Các em bỏ cho thầy cái từ bắt đầu. Bắt đầu một bờ rô tông ba vào trong điện trường điện có vận tốc vrô ban đầu bằng 1,6 nhân 10 mũ 6. Như vậy các em bỏ cho thầy cái từ bắt đầu đi. Chứ đã dùng từ là một vật hoặc một chất điểm bắt đầu chuyển động thì có nghĩa là vrô ban đầu nó bằng không. Thấy chưa? Như vậy các em bỏ cho thầy cái đề này nó bị sơ chỗ này. Bỏ từ bắt đầu đi. Để có video trang hợp này nó khó khăn thì viết là theo đề cho là video của nó bằng, thấy chưa, 1,6 nhân 10 mũ 6 mét trên giây cùng chiều với đường sức, cùng chiều với đường sức. Đó. Như vậy câu A là tính gia tốc của bà rô tông trong điện trường. Như vậy bây giờ trước mắt các em chú ý thầy này, thầy vẽ cái hình vẽ ra đây để chúng ta thấy, để chúng ta hiểu kỹ hơn. Một bờ rô tông này là QB này, QB đó, ba vào vận tốc ban đầu, tốc ban đầu là V0 cùng chiều với đường sức điện trường. Điện sức điện trường là ai? Như vậy đó. Mà lúc này để yêu cầu chúng ta tính cái gì? Tính là gia tốc chuyển động của bà rô tông, câu A tính gia tốc chuyển động. Thấy chưa? Thì bây giờ ta vận dụng công thức vật lý lớp 10, ta có A bằng S chia M. Với S này là lực điện trường sẽ bằng trị đấu của Q nhân cho A chia cho M. Như vậy lúc này các em thấy Q này là bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 A nhân cho 10 mũ 3 để cho rồi. Khối lượng của bờ rô tông là bằng 1,67 nhân 10 mũ trừ 27.
các em nhập dữ kiện vào trang máy tính tìm được kết quả cho thầy. Là các bạn nhắn tin là bạn 9.58 nhân 10 mũ 10. À, nó dài chứ có nhiều bạn giờ không biết là cái đơn vị của gia tốc là gì. Thì thầy phải nhắc lại là mét trên dài bình phương. À, như vậy là chúng ta giải quyết được câu A của bạn Nam. Rồi, câu B của bà số 5 yêu cầu chúng ta tính cái gì? Tính quãng đường và thời gian chuyển động của bà rô tông kể từ lúc bắt đầu vào trong điện trường đến khi dừng lại. Đúng vậy. Như vậy là cái câu B này thầy Vĩ nói luôn. Câu B của bờ tập số 5. Đấy à, câu nào? Câu nào? Các em để ý cho thầy là cái câu B này là nó bị sai. Bị sai. Biết sao bị sai không? Đấy à, bởi vì bà đạo tông chuyển động cùng chiều với đường xuất điện trường mà bà đạo tông là điện tích, là điện tích dương. Cho nên lực điện trường nó cùng phương cùng chiều với vector cường độ điện trường. Cho nên là nó chuyển động nhanh dần đều chứ không bao giờ có chậm dần đều hết. Nếu đây là một electron thì được. Electron thì quy electron nó ngược là nó âm, cho nên lực điện trường nó ngược chiều với A, cho nên là lực điện trường là lực cản chuyển động chậm dần. Như vậy ở cái câu B này, cái câu B này là nó bị sơ, cái đề thầy gõ bị sơ mất. À, ví dụ là tính quãng đường và thời gian chuyển động của bà đạo tông kể từ lúc ban đầu đến khi vận tốc đạt được bao nhiêu đó thì nó có lấy, đúng không? Đó, như vậy là cái câu B các em đánh thế cho thầy, các em ghi thầy là đề bị xe cho thầy. À, bây giờ thầy chứng minh cho các em thấy chỗ nào này. Vì sao mà cái câu B là nó bị xe? À, bây giờ thầy vẽ hình vẽ này, các em nhìn bản này, nhìn vào trong màn hình này. Như vậy lúc mà là quy này lấy không, ta có F bằng quy nhân A lực điện trường này. Mà cái này thầy Vĩ đã nhắc rất nhiều lần rồi, các em phải để ý với thầy, em gắn bó với vật lý 12. Quy lấy không á thì lúc này là F cùng phương cùng chiều với A. Quy nhỏ không thì nó cùng phương ngược chiều với A. Đúng vậy. Như vậy lúc mà là điện tích bà đạo tông là điện tích dương. Đó, như vậy dưới tác dụng của lực điện trường F này nó cùng chiều A. Lúc này lực điện trường là lực phát động, nó kéo bà đạo tông chuyển động nhanh dần điện, nhanh dần điện. Nhưng trường hợp bây giờ nếu đây là một electron, đây là một electron, thì nó ví dụ đây là QA, nó chuyển động với vận tốc ban đầu là V0, cùng chiều với đường xuất điện trường, ví dụ như thế. Mà điện tích của electron là điện tích âm, cho nên là F nó cùng phương ngược chiều với A. Lúc mà cái lực điện trường này đáng vào trò là lực cản trở chuyển động. Bây giờ đó, như vậy nó kéo, nó cản trở chuyển động của electron đến một thời điểm T nào đó, nó dừng lại. Ví dụ vị trí xuất phát là điểm O, đấy là điểm A, nó dừng lại thì tại đây vận tốc VA của nó bằng không, VA nó bằng không. Có nghĩa là nó đi được quãng đường mà đây là quãng đường A. Đó, quãng đường A. Thì lúc này chúng ta mới tính toán được. Còn ở cái câu A này là nó chuyển động nhanh dần đều, không biết chuyển động nhanh dần đều thì không có điểm dừng, chậm dần đều mới dừng lại chứ nhanh dần đều sao mà dừng được. Đi à, cho nên cái câu B là thầy gõ trong cái đề nó bị nhầm chỗ đó. Nếu trong đề nó cho này là tính quãng đường và thời gian kể từ lúc ban đầu đến khi nó đạt được vận tốc, ví dụ là bàn 3 nhân 10 mũ 6 mét trên giây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tính được. Ví dụ là nó xuất phát từ vị trí điểm O đến vị trí điểm A,
đạt được vận tốc VA chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tính được Nga liền. Đấy nhỉ, tính được Nga liền. Đó. Như vậy bây giờ là nếu điều mà toán yêu cầu chúng ta tính quãng đường, gạt ra hai trường hợp này. Nếu trường hợp mà như cái cao số Nga mà nếu cho tại một điểm bất kỳ nào đó, ví dụ là điểm A chẳng hạn, nó đạt được vận tốc VA. Bây giờ vận tốc VA này chắc chắn phải lớn hơn bao nhiêu đâu. Thì ta vận dụng công thức là VA bình phương trừ cho V không bình phương chia cho hai lần A. Hai lần A. VA này nếu trong đề cho, video trong đề cho A ta tính được rồi, tính được quãng đường. Bây giờ tính được quãng đường. Còn nếu đối với bài toán này nếu ai là trong chuyển động như thế này mà chạm nhân điều á, thì có VA lúc nào đã bằng không rồi, bằng trừ V không chia hai lần A. Như vậy các công thức này vật lý lớp 10 chúng ta học rồi. Được gọi là công thức độc lập thời gian liên quan tới vận tốc đào, vận tốc sao, gia tốc, quãng đường. Bây giờ ta tính thời gian thì ta có T sẽ bằng V trừ cho V không chia cho A. Yeah, chúng ta có hai công thức này. Như vậy là ở cái cao số Nam IB là cái đề nó bị nhầm. Yeah, bị nhầm, nó bị xe. Cho nên là chúng ta khó cần giá. Chúng ta chỉ cần ghi cho thầy hai cái công thức này để chúng ta nhớ trong quá trình gặp bờ toán tìm thời gian và quãng đường. Bây giờ thầy hỏi tiếp này. Bây giờ thầy hỏi này. Electron được chưa? Là mình tạo cho nó một vận tốc ban đầu là chuyển động cùng hướng với vectơ A. Thì lực điện trường nó ngược với A, chúng ta hiểu rồi, chỗ ngay chỗ này rồi. Lực điện trường bây giờ đáng là lực cản trở chuyển động. Giả sử đến ngay chỗ điểm A này là nó dừng lại. Dừng lại. Đó. Thì bây giờ thầy hỏi này, nó tái đến bờ nó dừng lại rồi nó có dừng luôn hay không? Thấy chưa? Bây giờ nó dừng, tái đang nó dừng lại ở đâu, nó có đứng nguyên chỗ này hay không? Thì thầy phải trả lời một cách cụ thể này. Nếu bạn trong mà chuyển động chẳng như điều đấy ngay cho điểm A nó dừng lại, cái điểm A đây là cái điểm tức thời mà dừng lại. Thì tức thời nó dừng lại. Sau đó nó sẽ chuyển động nhanh dần đều từ A về O. Nghe thấy chưa? À, các em chú ý cho thầy như thế. Nó chuyển động từ O đến A là chuyển động chậm dần đều đến Nga chỗ điểm A này là vận tốc tức thời của nó bằng không, rồi sau đó chuyển động nhanh dần đều đi ngược lại từ A về O. Chúng ta chú ý cho thầy chỗ này nha. Nếu sau này người ta hỏi là xác định tính chất chuyển động của electron, bây giờ thì đối với cái bài toán mà người ta hay sử dụng electron trước khi sử dụng bài đồ tâm, thì thầy vẽ nó ngay chỗ này để các em để ý cho thầy này. Đây là vectơ cường độ điện trường A. Nó có hơi trường hợp sau đây để ý nghe. Tăng được trường A. Nếu thầy xét trường hợp một để ý này, xét trường hợp một. Nếu vận tốc đào của nó bằng không thì chúng ta giải quyết như thế nào? Ví dụ người ta thả một electron ở một electron. Bây giờ không vận tốc đào. Bây giờ tại ở một điểm A bất kỳ nào đó trên đường xuất điện trường. Giờ thả không vận tốc đào nghe. Thì lúc này các em sẽ vẽ được vectơ lực điện trường là F ngược chiều A. Yeah. Thì nó đi từ A đến B này. Ở B này nó đạt được vận tốc là VB. Vận tốc là VB. Và cái VB này chắc chắn lớn hơn VA. Nó ngang rộng như thế. Lớn hơn VA. Đúng chưa? Như vậy lúc này là nó sẽ chuyển động là nhanh dần. Còn có trường hợp thầy đang dẫn dắt trên này là chuyển động chậm dần. Đó. Như vậy là các em chú ý với thầy là nếu thả một electron vào trong điện trường đều với vận tốc ban đầu bằng không thì lúc này electron sẽ chuyển động ngược với chiều của vectơ cường độ điện trường. Và vận tốc của nó lúc sau sẽ lớn hơn vận tốc ban đầu. Có nghĩa là vật chuyển động nhanh dần. Đó. Thì các em để ý cho thầy cái trường hợp một đây là V0 bằng không. Cái trường hợp đây là trường hợp thứ hai là V0 của nó có không. Thì các em để ý cho thầy như thế. Mà cái này thầy đã nói rất nhiều lần học trong hè rồi. Cái này giáo viên ra đề của năm ngoái bị sập hầm ngay chỗ này. Đặt không kỹ đề. Học sinh dễ hơi trường hợp.
bắt đầu kêu cho xe ra trận đó. Và cụ thể trong sách giáo khoa sau cái bài công của lực điện trường đó, trong sách giáo khoa cũng có một bài, bài số 7, số 8 mình quay mất rồi, bài đó cũng bị xem. Yeah. Cho nên các em lưu ý là sách giáo khoa là tư liệu chúng ta tham khảo, chứ nó không phải là nó đúng hết đâu. Bây giờ các em đọc kỹ, mà nếu chúng ta phân tích kỹ ra thì có rất nhiều bài của nó sẽ bị thiếu dữ kiện, hoặc là nó sẽ có hơi qua trường hợp gì đó. Đó thì nó có chỗ này. Thầy sẽ chuyển qua cái nội dung đề số 3. Đề số 3. Thế à? Đề số 3 là câu 1. Câu 1. Hai quả cầu giống nhau. Yeah. Bằng kim loại AB. Quy 1 là bằng 8 nhân 10 mũ trừ 8 quy 5. Quy 2 trừ 1,2 nhân 10 mũ trừ 3. Đặt cách nhau một khoảng A bằng 3 cm. Thầy nói chỗ này, một số em nói là sao mà thường thường là mình gọi là R số bây giờ trong cái D ra thì gọi là A. Cái này cái quy ước chúng ta ưng gọi cái gì cũng được hết. Giống như là bạn dương là cha mẹ đặt tên dương chứ là đi học tên dương chứ về nhà là đặt tên khác cái số. Bây giờ cái đó một quy ước ưng gọi sao gọi, miễn chúng ta hiểu được là khoảng cách là đơn vị là gì. Câu A, xác định số ở trong thiếu và thừa. Đó, bây giờ thầy mới hỏi này. Số ở trong thiếu và thừa ở mẫu quả cầu. Yeah. Bây giờ thầy mời một bạn là bật mic lên trả lời cho thầy. Yeah. Thầy mời bạn Minh Phát bật mic lên cho thầy Vĩ biết được là thiếu và thừa là khi nào. Thiếu ở trong và thừa ở trong là khi nào? Thưa thầy, là thiếu electron khi quy nhỏ hơn không, còn thừa là khi quy lớn. À, chính xác. Thừa là rồi, bọn Pháp đã trả lời chính xác 100%. Bây giờ thiếu, bây giờ xác định số electron thiếu, bây giờ số electron thừa. Đó. Như vậy bây giờ quả cầu một là quả cầu A đây, là tích điện là quy một dương thì ta chọn thiếu, thấy chưa? Quả cầu B tích điện âm ta chọn là từ thừa. Như vậy từ thừa từ thiếu đó là năm ngoái kiểm tra cũng ra rồi, có một điểm đó, chỉ viết từ đúng từ thiếu từ thừa thôi là có một điểm rồi nha. Như vậy là thầy sẽ hướng dẫn câu số 1 của đề 3. Đề số 3 như vậy là câu một là câu A này, thấy chưa? Đó, như vậy là chúng ta chọn từ là quả cầu, quả cầu A, thấy chưa? Là thiếu electron, thiếu electron. Và lúc này ta có là an là A của nó, thấy chưa? Sẽ bằng trị đấu của quy một chia cho ai? Đó, ai là điện tích nguyên tố bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 quả cầu, quả cầu B là thừa electron, và ta có là an là B của nó bằng trị đấu của quy hai chia cho ai? Các em tự thí số vào. Đó. Rồi, thí số vào bấm. Thầy mời bạn Nguyễn Tú đặt cho thầy kết quả an là A là bằng bao nhiêu? Hiện nay là 7 A.
Ba mà tính ra trạng lấy. Dạ, nam nhân 10 mũ. Nam nhân 10 mũ ấy. 11. À, cái mic bên đó nó hơi bị trục trặc xíu. Thì à. Rồi, bạn tốt tắt mic đi để thầy hỗ bạn khác. Mời bạn Kim Nhi cho thầy biết là ăn là A bằng bao nhiêu. Dạ thưa thầy, NO là đàn nam nhân 10 mũ 11. 11. Ăn là B. Em luôn á thầy. Ừ. Dạ thưa thầy là bả phích nam nhân 10 mũ 11. Rồi thầy có bạn nghe. Bạn Duyên là tính nam nhân 10 mũ 11. Ok. Đó. Những cái câu này là chúng ta đã dễ biết nó quan rồi, đề 1 cũng có rồi. Câu B, tính lực tương tác với ha, hoa cao, viết biểu thức cho đúng đâu rót số mà thôi. Đằng K thì đâu có Q1 nhân Q2 chia cho R bình. Bây giờ thầy phải đưa ra một cái tình huống như thế này. Ví dụ có một bạn hỏi như này, em viết dài rồi có điểm không thầy? Đó. Ví dụ em có K nhân cho Q1 nhân cho Q2 chia cho R bình. Đó, em viết dài là có điểm không thầy Vĩ? Ừ. Bây giờ cái này thầy đưa ra tình huống nào là mơ mốc được một câu dài các em cũng gặp. Như vậy thì bây giờ là thầy nói như này, là nếu giả sử như chúng ta viết biểu thức của định luật của Long mà ta viết như cái biểu thức thứ hai này, để chưa? Đó. Thầy nói là không phải sơ hoàn toàn, bởi vì trong đó nó có một ý đúng vấn đề này. Nếu lúc này Q1 và Q2 điện tích này đều dương hết, yeah, hoặc là hai điện tích này đều âm hết thì không sao. Nhưng mà nếu Q1 dương Q2 âm, ví dụ như cái bờ này, thì lập tức cái F này nó sẽ bị âm. Đó. Cho nên người ta viết là giá trị tuyệt đối của tích Q1 với Q2 để làm cái gì? Để cho cái F này là lực là một đỡ lượng luôn luôn dương chứ không có âm. Cho nên chúng ta nái cái trường hợp này ra. Được rồi. Như vậy nếu ta viết biểu thức định luật của Long mà ta viết là mã hoặc đá ngoặc là người ta gạt ngay liền, người ta không cho điểm. Yeah, người ta không cho điểm. Đó. Cho nên các em chú ý là nếu ta viết như thế này là cái F này nó sẽ có giá trị nhỏ không, mà lực không thì âm được. Cho nên cái này chúng ta bị sơ hoàn toàn. Cho nên khi viết biểu thức định luật của Long là chúng ta phải có giá trị tuyệt đối của Q1 nhân Q2 để làm cái gì? Để cái tích này luôn luôn dương này, để cho cái F này nó dương. Còn K và R là một hàng số, à sẽ là K hàng số cộng R một đợt lượng luôn luôn dương rồi. Đây chưa? Đó. K này là bằng 9 nhân 10 mũ 9 Q1 Q2 có rầu. R này là bằng 3 cm, có đậu ra mấy? Là bằng 0,03 mấy. Đó. Như vậy bạn nào đã bấm cái quả sang đầu thì giơ ta lên để thầy kêu tay để đặt cái quả thầy ghi vào đây. Mà bạn Minh Thoa. Giờ tôi thay là 0,096 Newton. À 0,096 Newton. À tại cảm ơn ngay. Bạn Duyên cũng bấm cực kỳ nhanh. Đó. Hồi nãy có một bạn bấm là trừ bả phải nam nhân 10 mũ máy là nó xe là tại nó là ngay chỗ này. Chúng ta để ý. Đây à, khi viết biểu thức định luật Coulomb là phải có giá trị tuyệt đối của tích Q1 của Q2. Thầy nói đây là viết biểu thức định luật Coulomb mà tao viết như này là xe hoàn toàn đó nghe. Còn khi các em giải trắc nghiệm á, mà nếu giả sử như Q1 của Q2 thì mình viết như thế nào kệ mình, giải trắc nghiệm á, mình viết công thức ở ngoài rồi mà ta bấm ra cái quả, ta thấy cái lực âm là ta lấy giá trị tuyệt đối của nó là ra dương. Còn khi giải từ luận mà ta viết như thế này là chúng ta xem. Ví dụ năm hóa kiểm tra cũng có trường hợp đó, thầy chấm bơ thì gạt nhiều tình huống để thầy đưa ra cho các em thấy. Người ta biểu là viết biểu thức định luật Coulomb. Yeah.
một điểm vận dụng cho quy một quy hai cho R tìm S một điểm nữa là có hai điểm. Nhưng có rất nhiều bạn viết biểu thức định luật của Long theo cái nghĩa này, cái này bị trật mắt. Đầu vận dụng thí số vào tính F anh số bạn thiếu bình phương đó, trong phở là thầy nói mít mà các em cứ ngầu cứ tại sao thầy vĩ nó hoài. Nhưng mà những cái này là nó thường gặp phải trong cái đề kiểm tra mà các em bị sai lầm. Cái câu C của bài 1 cho hơi quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt về vị trí cũ đó, tiếp xúc nhau. Như vậy lúc này hơi quả cầu này nhiễm điện do tiếp xúc. Mà nhiễm điện do tiếp xúc thì điện tích lúc sau cùng giá. Nó tốt là tiếp xúc là cùng giá, cọ sát là tế giá, hưởng ứng là phân bố là điện tích, tên vật bị nhiễm điện. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là xác định lực tương tác giữa hai quả cầu khi đó. Thì bây giờ chúng ta lưu ý cho thầy là điện tích lúc sau là quy một phải sau khi tiếp xúc nha, bằng quy hai phải, bằng quy nó là bằng quy một cạn quy hai chia cho hai. Đó. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được cái F lúc sau này thì gọi là F phải bằng K thì đâu có Q1 phải nhân cho Q2 phải chia cho R bình. Chia cho R bình. Được. Q1 phải Q2 phải tại đó ghi ở Nga chỗ này rồi. Vấn đề cốc lõi ở đây nhập vào máy tính bấm cho tại kết quả. Thầy đổ mổ trong này là thầy kêu ba bạn sẽ có ba kết quả khác nhau. Các em suy ngẫm cho thầy. Thầy dành cho 3 phút chúng ta nghỉ cơm. Có một bạn viên, bạn viên đã ghi bàn không phải 0.04, có nghĩa bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3 Newton. Nhưng mà thầy nói là các em bấm cho thầy, thầy kêu ba bạn chắc chắn sẽ có ba kết quả. Đó chắc cấu như thế. Bạn Minh Phát bấm ra kết quả 0.1 Newton. Đó, đã hai bạn kết quả khác nhau rồi. Bạn nào đã bấm rồi báo cho thầy kết quả đây. Chúng ta cố gắng sử dụng máy tính cho nó nhuyễn. Có hai bạn đó đó hai kết quả khác nhau. Thầy đang tìm thêm có một bạn nữa bấm có thể có kết quả như nào, có thể là trùng một trong hai bạn, có thể là khác một trong hai bạn vừa rồi. Sau đó là thầy bị sẽ giải thích cho mình bị xê chỗ nào. Còn bạn nào nữa không?
Bạn nào bấm các bạn khác bấm theo cái quả bao nhiêu? Chúng ta mạnh dạn lấy chứ trà chi thầy thầy kêu tay chi nó cực. Thầy mời bạn Khánh Dương. Dạ thầy. Cái quả bao nhiêu? Dạ cái quả của em là 1 nhân 10 mũ nam thầy. 1 nhân 10 mũ nam. Rồi. Thầy cảm ơn ba bạn. Thế à, thầy sẽ ghi là kết quả này. Kết quả thứ nhất là bạn 0,004 Newton. Kết quả thứ hai là bạn 0,1 Newton. Kết quả thứ ba là bạn 1 nhân 10 mũ trừ 5 Newton. Đúng vậy. Ừ. Có cái chỗ nào mà thầy nghe chưa nó nhầm thì các em báo lại, thầy ghi lại nhanh như thế. Bây giờ các em chú ý cho thầy này, để cho nó khó bị nhầm bên này thì thầy nghĩ là quá đơn giản. Quy một bằng quy hai phải, chứ đâu quy một phải bằng quy hai phải. Để chưa, mình gọi chung nó bằng quy đi, bằng quy một cặn quy hai chia hai. Mà quy một ở đây là bằng tám nhân 10 mũ trừ 10, đúng vậy. À, sẽ là tám nhân 10 mũ trừ tám, tám nhân 10 mũ trừ tám. Dấu cạn đây là của biểu thức quy ha là bằng trừ 1,2 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 2, đúng vậy. Đó, như vậy lúc này cạn nhân với trừ thành trừ 1,2 nhân 10 mũ trừ 3 thì à, như vậy ta lấy tóm nhân 10 mũ tóm trừ tóm trừ cho 1,2 nhân 10 mũ trừ 3, như vậy là tính được là bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ tóm. Đó. Đây, thầy ghi lại bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ tóm u lập. Đấy à. Đó. Thế vào đó thì ta có là bằng K tỷ đấu của quy bình phương chia cho L là bình. Ở đâu mà có quy bình phương? Có phải quy một bằng quy một phải bằng quy, quy hơi phải cũng bằng quy, thì chúng nó nhân với nhau ra quy bình. Như vậy chỗ nào ta có K là bằng 9 nhân 10 mũ 9, quy bình phương là bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ tóm tất cả bình phương. Dương mẫu này chia cho R, R ở đây là trong đề cho là 3 cm, có nghĩa là 0,03 mấy tất cả bình phương, đúng nhỉ? Đó, nhập máy tính tìm ra cho thầy kết quả bằng 0,04. Đấy chưa? Thì thầy nhìn vào ra thầy thấy này là 3 bình phương là 9 hết chắc cố vậy đó. 2 bình phương là bằng 4. Đó, thầy đoán chắc chắn là nó sẽ ra vào kết quả đây bằng 0,04 Newton. À, đấy chưa? Như vậy là các em chú ý cho thầy đấu với câu C, chúng ta bị C nhầm chỗ nào thì thầy nói chúng ta tính trước cho thầy quy một phải, bây giờ tìm ra được hết giá trị của quy một phải bằng quy phải, rốt vào biểu thức này chúng ta tìm được kết quả. Như vậy là kết quả của nó là bằng 0,04 Newton. Thì nhìn thấy thầy thấy này là 3 nhân 11 0,03 cái này tương ứng với là 3 nhân 11 trừ 2 bình phương lên, là 3 bình phương là 9 hết, trừ 2 bình phương là trừ 4, trừ 4 nó lên cạn 4, cạn 4 mới 9, 13 13 mà bỏ đi cho thấy chưa. Đó, ở đây là trừ 8 bình phương là 16, thấy chưa, còn là 10 mũ trừ 3. Đó, như vậy bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3. Đó, thì ra kết quả nào chính xác, 0,004. Đôi lúc chúng ta tính nhẩm nó còn nhanh hơn chúng ta bấm máy tính. Thầy dễ và tập ra là đối với xuân mũ là thầy hay tính nhẩm. Thầy nói ví dụ như nè, thầy tính tại sao mà thầy tính nhanh như thế, thầy bà cho không có gì khó khăn hết. Thầy có này, bằng 9 nhân 10 mũ 9 tỷ đấu của trừ 2 trừ 2 nhân cho 10 mũ trừ tóm tất cả bình phương. Chứ mẫu là 3 nhân 10 mũ trừ 2 tất cả bình phương.
À, không, thầy không ghi không phải không ba mà thầy ghi ba nhân 14 hơi giống nhau hết. Bây giờ thấy này, ba bình phương là 9. Đây tử có 9 hay 10 mũ trừ hơi bình phương là 10 mũ trừ 4. Chứ mão đưa lên trên tử thành 10 mũ cạnh 4. 94 là 13. Thì giờ trừ tóm bình phương 16. Thầy đó nói số mũ mà thầy nói bán tác thế. Như vậy là 10 mũ 13 nhân với 10 mũ trừ 16 thì chúng ta cộng nợ lại là 11 trừ 3 theo bình phương là 4. Nó ở chỗ nào là bằng 4 nhân 11 trừ 3 như ta. Đó. Có nghĩa là bạn không phải không không bóc. Khi giải bài tập thì thầy Hà thường tính nhẩm như thế này, nó sẽ nhanh hơn trong quá trình chúng ta bấm máy tính. Nhưng với điều kiện là số cái số đó là phải ra vào số chẵn. Bây giờ chứ còn như này ghi là 3.3 thì ở đó mà chúng ta nhắm cho được. Nhưng mà trong quá trình giải bài tập nên cái đề thì người ta thường ra cái số nó rất đặc biệt. Đó là tại nó là câu 1 của đề số 3. Bây giờ thầy hướng dẫn câu số 2. Câu số 2 của đề 3. Một điện tích quy bằng 6 nhân 10 mũ trừ tóm đặt trong điện trường của một điện tích quy chịu tác dụng của một lực F bằng 16 nhân 10 mũ trừ 4 newton. A nhỏ. Tính cường độ điện trường A là điểm đạt của điện tích quy. À, để ý cho thầy chỗ này. Chỗ này người ta ghi là vectơ A đó nghe. Thì chúng ta phải vẽ hình. Vẽ hình ra. Như vậy á, một điện tích quy dương trong đề cho quy lên không. Bây giờ đạt trong điện trường của một điện tích quy, đạt trong điện trường của một điện tích quy lớn. Đúng vậy. Thì ở đây là thầy vẽ lại này, thằng quy lớn này, quy lớn chúng ta chưa biết. Bây giờ, có thể lớn không, có thể nhỏ không. Cái điện tích quy này đạt trong điện trường. Của thang điện tích quy lớn này. Bây giờ thầy nói chỗ này chúng ta phải hiểu cho thầy như thế nào. Ví dụ lớp 11B1. Bây giờ thầy gọi là quy lớn. Thì lớp 11B1 này là thầy gọi chung là điện tích quy lớn. Và xung quanh điện tích thì tồn tại một môi trường vật chất, đó chính là điện trường. Điện cái môi trường điện trường này nó truyền tương tác giữa hai điện tích. Bây giờ có thể hút nhau, có thể đẩy nhau. Mà khi mà một điện tích khác mà đạt trong điện trường của thằng nào đó chẳng hạn, bản thân điện tích đó sẽ chịu tác dụng của một lực điện trường. Bây giờ thầy lấy một ví dụ để các em hiểu này. Ví dụ quy lớn là điện tích của lớp 11 B1. Quy nhỏ đây là điện tích của lớp 11 B2. Như vậy là cái thằng B2 này nó nằm trong điện trường của thằng B1. Thì bản thân thằng B2 này chịu một lực điện trường do điện trường của thằng B1 này tạo ra. Đấy à, tạo ra. Ngược lại, thằng B1 này nằm trong điện trường của thằng B2. Thì bản thân thằng B1 này chịu tác dụng của một lực điện trường do điện trường của thằng quy nhỏ này, của thằng B2 tạo ra. Như vậy bây giờ người ta nói cái đề chỗ này, một điện tích quy bằng 6 nhân 10 mũ trừ tóm đạt trong điện trường điều của một điện tích điểm quy lớn chịu tác dụng của một lực là F bằng 6 nhân 10 mũ trừ 4 newton. A nhỏ tính cường độ điện trường A là điểm đạt của điện tích quy. Đúng vậy. Đó. Như vậy là bây giờ chúng ta vận dụng công thức F bằng quy nhân A. Giờ, ở đây người ta cho là F có giá trị là bằng 6 nhân 10 mũ trừ 4. Về mặt độ lớn F là trị đấu quy nhân A. Như vậy từ đây chúng ta tính được A của nó bằng F chia cho trị đấu của quy. Mà F ở đây là bằng 6 nhân 10 mũ trừ 4 chia cho quy, chia cho 6 nhân 10 mũ trừ 8. Bây giờ họ nói hơn cái này sẽ bằng 10 mũ 4 vuông trên mét.
như vậy cường độ định trường của nó là 10 mũ 4 vun thì mấy à, thấy à. Nhưng mà ở đây á, là thầy muốn nói này, người ta ghi vách ta ai là có phương chìm, có phương chìm, nhưng thực chất là cái này là thầy cũng gõ thiếu này. Cái đúng nghĩa của nó là một điện tích điểm quy bằng 6 nhân 10 mũ trừ 8 đạt trong điện trường đều của một điện tích quy lớn, thấy chưa, chịu tác dụng của một lực ép bằng 6 nhân 10 mũ trừ 4 có chiều hướng về quy hoặc là hướng ra sao quy, thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ được chiều vách ta ai. Xem như bây giờ cái này người ta yêu cầu chúng ta là tính cường độ điện trường, xem như là đang cái bờ này các em sẽ hiểu cho thầy là đang đi tìm độ lớn, bây giờ chứ không yêu cầu chúng ta tìm vách ta ai này, và hiểu nghĩa như thế. Ở câu B, tính độ lớn điện tích quy, biết ra quy lớn một cái nhỏ cách nhau 30 cm trong môi trường đang không. Bây giờ lần cách chạy để cho nhanh này, à, một số bạn thưa thầy em vận dụng công thức sau đây: F bằng K trị đấu của quy nhỏ nhân cho quy lớn chia cho R bình. Cái F này có rầu này, K có rầu, quy nhỏ có rầu, R này có rầu. Bây giờ em tìm được độ lớn của điện tích quy đó, rồi sao? Bây giờ một số bạn vận dụng như thế, một số bạn nó không thêm lâu nay thấy dễ dàng quá đó. Khoảng cách từ data đây trong đề cho là bằng 30 cm, đúng không? Bây giờ em vận dụng công thức sau đây em tính được không thầy? Đó, em vận dụng là A sẽ bằng co thì độ của quy chia cho R bình. Từ đây em tính được giá trị thì độ của quy ba. Đó, bạn hỏi là có được hay không? Đấy nhỉ? Có hai cách giải như thế. Bây giờ nếu ta giải theo cách màu, tìm ra kết quả chỗ nào, giải theo cách hai chỗ nào, xem thử hai kết quả này có bàn nhau hay không. Sau đó thầy mới chỉ cho các em biết là một số em thường thường là nó vận dụng cái này thì nó dễ, nhưng cái này là nam thì vận dụng, vì em thái số nó bị sai sai rồi. Đúng vậy. Thì bây giờ thì mời các em nhập dữ liệu vào trong hơi biểu thức này, tìm cho thầy độ lớn của điện tích quy lớn này bằng bao nhiêu. Thầy mời bọn Quốc Châu đặt cho thầy cái quy lớn này bằng bao nhiêu. Quốc Châu đâu rồi? Em chưa tính ra thầy, do em không có máy tính rồi. Đó, học có máy tính chứ. Hiện giờ có một bọn là đang học không biết tự nhiên sao là out ra ngoài đây. Thấy chưa? Như vậy là tính được bằng 10 mũ trừ 3 u lông. Thấy à? Bây giờ tính cho thầy biểu thức hơi này có ra bằng 10 mũ trừ 3 không? Yeah, thầy cũng nhờ cả nhóm chúng ta bấm máy tính. Cái A này lấy tay này bằng 10 mũ 4. Thấy à? Rồi co bằng 9 nhân 10 mũ 9. R này là bằng 0,3 bình phương. Tính cho thầy thử có bằng 10 mũ 3 hay không? À, bằng 10 mũ trừ 3. Đó, đúng rồi. À, bạn Kim Nhi cũng bằng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thầy hỏi này, lý do tại sao mà cái A này thầy phải dốn lái bằng 10 mũ mũ 4? Ý anh đó, dốn lái bằng 10 mũ 4. Bây giờ một số bạn là cái A này nó khác nhau thì sao? Nhưng mà các em chú ý thầy là cường độ điện trường, mà ở đây các em chú ý cho thầy là điện trường điêu, điện trường của nó sẽ có giá trị bằng nhau. Để mở đi. Đó. Thấy chưa? Điện trường điêu là điện trường mà có phát ta cường độ điện trường sang sang cách đều nhau và có cường độ bằng nhau. Để mở đi. Nên tóm lại là ở cái điểm nào trong vùng không gian có điện trường điêu thì ai nó bằng nhau. Thấy chưa?
Như vậy chúng ta lấy cái A này, công thức này chúng ta sẽ tính sẽ nhanh hơn cái biểu thức này. Nhưng mà thầy nói hầu như các bạn đều vận dụng công thức mà thầy đánh dấu một số đâu. Tùy các em. Thì chúng ta hiểu cái nào là chắc ăn thì chúng ta làm. Không phải là nhất thiết là cái những cái mà chúng ta chưa hiểu kỹ mà chúng ta vận dụng cuối cùng là bị sai mất. Đó là thầy nói về câu B của bài tập số 2. Bài tập số 3 để hướng dẫn sang bài tập số 3. Thấy chưa? Bài 4, bài 5 và bài 6. Thấy chưa? Chúng ta sẽ nghiên cứu sang. Để hướng dẫn bài tập số 3. Bài tập số 3 là trong cái đề 3 này là thuộc diện là bài tập vận dụng con. Trong đề này là có bài câu 3, câu 6 là câu vận dụng cơ. Bây giờ này, hai bản kim loại đặt sang sang cách đều nhau một khoảng D bằng 5 cm. Hiệu điện thế giữa bản 50 V. Từ một điểm cách bản tích điện âm. Thì à, một khoảng D 1 bằng 4 cm, một A100 có vận tốc ban đầu bằng 3 nhân 10 mũ 6. Máy chuyên gia chuyển động dạt theo đường xúc của điện trường về phía bản bình tích âm. Thì à, anh trong chuyển động như thế nào? Cho họ chấm điện trường giữa bản là đi bỏ qua trọng lực. Thì bây giờ này, hai bản kim loại phản sang sang tích điện tê giác. Cái này là thông thường khi chúng ta dở bài tập cái gọi là hai bản tụ điện. Thì giả sử đây là bản tích điện dương. Bản tích điện dương là bản tích điện âm. Giá trị điện tích trên hai bản này có độ lớn bằng nhau. Ví dụ đây thì gọi là bản A hay là bản B. Khoảng cách giữa hai bản trong đề bờ toán cho là D của nó bằng 5 cm thì nó bằng 5 cm. Thế vậy. Rồi, bây giờ người ta nói này, từ một điểm cách bản âm là 4 cm, đây là bản âm này, tại một điểm cách bản âm. Giờ cái điểm này thì gọi là vị trí điểm C nhỉ. Cách bản âm này một đoạn là D1 bằng 4 cm. Nó một electron chuyển động với vận tốc bao nào? Vận tốc bao nào? Câu đó là V0, vận tốc bao nào? Dạt theo chiều của đường xuất điện trường. Và chiều của đường xuất điện trường các em nhớ là nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, có nghĩa là hướng từ A sang B. Vải vật ta ai đó, bây giờ vải một vật ta thôi. Bây giờ người ta hỏi là ai trong chuyển động như thế nào? Có thể là mình xác định là chuyển động nhanh dần hay là chậm dần, đúng chưa? Như vậy lúc mà đây là điện tích ai trong điện tích quy ai, quy ai. Điện tích của A là điện tích âm, cho nên là lúc này lực điện trường nó ngược với chiều của vật ta A. Lúc này là F ngược chiều của A. Như vậy F bây giờ đáng vào trò là lực cản trở chuyển động, cho nên làm cho atom này chuyển động chậm dần đi. Đó. Như vậy là chúng ta phải ghi như sau. Vì điện tích của atom là điện tích âm. Nên là F này cùng phương ngược chiều với A. Đó. Cho nên từ hình vẽ chúng ta thấy F là cản trở chuyển động của electron. Cho nên là electron chuyển động chậm dần đi với gia tốc, là A. Chuyển động chậm dần đi với gia tốc là A. Đó, ta đang nói là về gia tốc A dạng độ lớn này.
Như vậy lúc này ta có giải tập A sẽ bằng S chia cho em mà. Với S này mình trị đâu quy A nhân cho A chia cho em mà. M đây là khối lượng của electron. Rồi, bây giờ một số bạn bây giờ làm cách gì để đi tìm cường độ điện trường A đây? Đúng vậy. Như vậy lúc này là với A sẽ bằng U chia D. Bằng U chia cho D. Bởi vì điện trường điện thì cái vùng không gian này là điện trường giống nhau. U đây trong đề cho là bằng 50, D trong đề cho là bằng 5 cm. Đó, chúng ta đi tìm được gia tốc A rồi. Thì mình kêu tốc A dưới dạng độ lớn, dưới dạng độ lớn. Như vậy lúc này thầy vị thí số vào. Bây giờ là bằng trừ 1,6 nhân 11 trừ 19. Đó giá trị tuyệt đối. Dưới mẫu chia cho em mà ai là bằng 9,1 nhân 11 trừ 31 nhân cho U là 50 chia cho D thì chỉ 0,05 thì cái vi tính được độ lớn gia tốc của nó là chỗ này. Đó. Thầy mời một bạn nào đó cố gắng bấm cho thầy cái gia tốc A của nó có độ lớn bằng bao nhiêu. Bạn bả phải 1,358 nhân 10 mũ 14. 1,358 nhân 10 mũ 14 mét trên dài bình phương. Đó, chúng ta đi tìm gia tốc chứ dạng độ lớn chứ trùng chuyển động chậm nhân điều thì gia tốc của nó phải có giá trị âm. Thì ở đây chúng ta tính độ lớn của gia tốc. Mà trao chuyển động biến độ điều dù nhanh hay chậm dàn điều thì gia tốc đó là một hàng số. Đâu người ta hỏi là sẽ chuyển động như thế nào, có nghĩa là chúng ta phải đi tìm gia tốc. Tìm sang gia tốc rồi thì chúng ta đi tìm quãng đường thì nó đi được bao nhiêu. Thấy không? Quãng đường ta vận dụng công thức là x sẽ bằng v bình trừ cho v căn bình chia cho hai lần a. Thấy không? Đó. Mà lúc này cái v lúc sau này dừng lại bằng không đâu, trừ cho v căn bình chia cho hai lần a. Rồi. Thì à? Ừ. Quãng đường mà từ điểm C đến điểm B này là trong đề bài toán cho là bằng 4 cm. Chúng ta đi tìm giả sử là nó dừng lại trước điểm B thử. Giả sử như thế này, chúng ta tìm thì cái x bằng bao nhiêu. Như vậy lúc là bằng trừ V không bình là bằng 3 nhân 10 mũ 6 tất cả bình phương. Tất cả bình phương chia cho 2 nhân cho A vì vật chuyển động chạm nhân điều. Cho nên ta tha bằng trừ 1,358 nhân 11 14. Đó, trừ trừ trên tử với mẫu giống nhau. Bây giờ thì các em tính được quãng đường ở ngay chỗ này. Em nào có thể làm máy tính bấm luôn cho thầy. Kết quả là bằng 0,0. Thấy không? 5 mấy. Đúng vậy. Như vậy là cái này là nó nhỏ hơn 4 cm, chắc chắn là nó tới vị trí điểm D, nó dừng lại mất. Dừng lại mất. Đúng vậy. Ừ. Như vậy á thì đối với cái bờ số 3 này thì do là thầy chỉ hỏi là anh trong chuyển động như thế nào. Thấy chưa? Thì các em thứ nhất xác định cho thầy trong bờ toán này chuyển động chậm nhân điều với gia tốc là A. Với gia tốc là A. Yeah. Mình đang tính độ lớn gia tốc. Chứ cầu chuyển động chậm nhân điều thì gia tốc nó phải âm. Thì thế vào chúng ta, thế vào là có giá trị trừ phiên trước. Sau đó chúng ta đi tính quãng đường. Yeah. Kể từ lúc nó chuyển động với vận tốc V đến khi nó dừng hẳn. Đó. Và ta có là bằng kết quả. Ta tính được quãng đường của nó là bằng 0,0255 mấy. Có nghĩa là 0,55 cm. Đó là thầy nói về cây cao số 3. Thầy muốn đưa ra tình huống thôi, chứ còn khi chúng ta kiểm tra người ta sẽ hỏi rất cụ thể. Người ta yêu cầu chúng ta là tính quãng đường kể từ lúc nó chuyển động với vận tốc V0 đến khi dừng hẳn.
Hoặc người ta yêu cầu chúng ta là tính do tóc. Như vậy là là 16, không phải 056. Làm là 56 thì sao số phải lấy cho tại ba con số được rồi. Không phải 025 là cũng ok. Đấy nha. Vì xe số hàng ngàn là ngon lắm rồi. Như vậy là thầy đã hướng dẫn sao câu số 3 là câu vận dụng cơ. Thì những câu còn lại, câu 4, câu 5, câu 6 thì các em về nhà cố gắng hoàn thiện cho thầy. Em mà dễ xong rồi, về nhà hoàn thiện xong rồi, các em nhớ là chụp cái bài vẽ đó mình gỡ trên nhóm kiến của mình, để sau đó thầy sẽ chấm và sửa xe cho từng bạn một. Cố gắng chúng ta làm, chúng ta chụp gỡ lên để thầy hướng dẫn coi thử là mình xe của nào càng khắc phục, là thầy sẽ nhắn tin riêng cho từng bạn. Mình chụp đưa lên, ví dụ bạn A đưa lên và thầy sẽ thấy xe chỗ nào là thầy sẽ dễ lẹ và thầy chỉ chỗ xe của từng bạn. Cái bài mà thầy nhận xét là thầy gửi riêng cho từng bạn chứ không có gửi chung lên nhóm. Bài dở thì các em được quyền gửi chung lên nhóm cho thầy. Thì tối nay làm do bị sự cố, bây giờ cho nên chúng ta học trễ, cho nên chúng ta sẽ kết thúc trễ. Thì đến thời điểm mà là 10 giờ kém rồi, thì thầy trò chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và các em về nhà hoàn thiện với thầy những bài còn lại, rồi chụp gỡ trên nhóm kín để thầy xem thử chúng ta làm như thế nào. Và buổi học hôm sau là chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương thứ hai, dàn điện không đủ. Và thầy cũng ôn tập là phần đầu tiên là các điện đơn lượng liên quan tới chương hai. Sau đó chúng ta tiếp tục vẽ bài tập câu lệ của nội dung định luật bây giờ cú lông mà lý thuyết cũng như bài tập thầy đã gửi trong hè rồi. Các em nhớ giữ cái tài liệu mà thầy gửi trong hè để nhóm kiến mình đã in rồi đó, để chúng ta vẽ tiếp. Bạn nào mà chưa có thì chúng ta nhắn tin nhóm, mấy bạn khác nó sẽ lục lại rồi nó chia sẻ, không nhắn tin riêng cho thầy bây giờ để thầy gửi lại. Như vậy là thầy trò chúng ta sẽ kết thúc tại đây, chúng ta tạm thời nghỉ.